Ở bóng lăn, thuyền trưởng Nagelsmann kêu gọi sự ủng hộ từ người hâm mộ với giải đấu Euro 2024 diễn ra trên chính đất nước họ. Điều đó cho thấy niềm tin dành cho đội tuyển Đức bị sụt giảm do thành tích kém những năm gần đây. Nhìn vào lực lượng, Đức sở hữu một đội hình mạnh nhưng liệu họ có phát huy được như một tập thể đúng nghĩa hay không, cần phải xem ở trận ra quân đêm này. Tôi nghĩ tuyển Đức đã sẵn sàng, chúng tôi có chút lo lắng nhưng đó là điều khó tránh khỏi, Nagelsmann cho biết vị thuyền trưởng Đức nhận xét về đối thủ. Scotland có 4 đến 5 cầu thủ giỏi và rất nhiều cầu thủ có thể lực tốt. Đó là đội bóng tuy không sở hữu những sao tầm cỡ thế giới, nhưng chính điều đó khiến họ trở nên rất lợi hại. Tuyển Đức có nhiều áp lực hơn Scotland và chắc chắn họ muốn tận dụng điều này ở trận giao quân. Trong khi đó, huấn luyện viên tuyển Scotland Steve Clarke ngắn gọn mà chứa đầy sự mạnh mẽ. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và không sợ bất cứ ai. Tuyển Đức mạnh nhưng chúng tôi cũng có thể cho mọi người thấy điều tương tự. Chuyên gia bóng đá BBC Chris Shorten nhìn nhận, một kết quả hòa sẽ là thảm họa với Đức ở trận gia quân và họ sẽ vượt qua giới hạn để giành 3 điểm trước Scotland dù không dễ dàng. Ông dự đoán tỷ số 2-0 nghiêng về Đức. Đây là tỷ số được chuyên gia Sportmon lựa chọn với đánh giá Đức sẽ chút bảo được áp lực phải thắng cũng như chơi trên sân nhà để đạt mục tiêu đề ra, 3 điểm mở màn, gia quân xuân sẻ. Trong khi đó, Sport Kida dự đoán một trận mở màn Euro 2024 có nhiều bàn thắng hơn nhưng vẫn có điểm chung. Đức thắng cách biệt hai bản, cụ thể đây là tỷ số Đức 3 Scotland 1. Đội hình dự kiến Đức 4-2-3-1, Neuer, Kimmich, Tan, Rudiger, Mittenstadt, Kru, Andrik, Musiala, Gundogan, Gwis, Havertz, Scotland 5-4-1, Gould, Macrodrie, Potiao, Hendry, TNA, Robertson, McTominay, Kinmau, McGregor, McKin, Adam. Ngày 14 tháng 6, miền Bắc có nắng nóng gai gắt. Từ chiều tối nay và đêm nay, trời chuyển mưa rông kéo dài. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gai gắt đến đặc biệt gai gắt. Nam Bộ và Tây Nguyên mưa rông vào chiều tối, cục bộ mưa to khu vực phía đông bắc hôm nay ngày nắng có nơi nắng nóng riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 tới 29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 33 tới 36 độ C, riêng khu vực đồng bằng và trung du 35 tới 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay có nơi nắng nóng, riêng khu vực Hòa Bình và Nam Sơn La có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Đêm có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 24 tới 27 độ C có nơi dưới 24 độ C nhiệt độ cao nhất 32 tới 35 độ C có nơi trên 35 độ C riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 36 tới 38 độ C có nơi trên 38 độ C Hà Nội hôm nay nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 27 tới 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 36 tới 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Dự báo đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc có thể kéo dài đến 16 tháng 6, riêng Trung Du và vùng núi phía Bắc mưa tiếp tục kéo dài nhiều ngày sau đó. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận hôm nay tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo nắng nóng gai gắt còn kéo dài ở miền Trung trong nhiều ngày tới. Riêng Bắc Trung Bộ ngày 16 tháng 6 nắng nóng giảm nhẹ về cường độ, sau đó gay gắt trở lại. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 tới 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 tới 33 độ C. Nam Bộ hôm nay ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Dự báo trong chiều tối các ngày từ 15 đến ngày 17 tháng 6, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Cảnh báo nắng nóng có nơi trên 39 độ C. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm 12 tháng 6, Trung du đồng bằng bắc bộ và hòa bình nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, như hòa bình 37,4 độ C, láng Hà Nội 37,4 độ C, Hưng Yên 37,3 độ C, Hải Dương 37,4 độ C, Hà Nam 37,3 độ C. Khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, như Tĩnh Gia Thanh Hóa 38,1 độ C, Ba Tơ Quảng Ngãi 38,3 độ C, Hoài Nhơn Bình Định 38,7 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 55-60%. tới Dự báo thời tiết ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6, khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp phổ biến 50-60%. Khu vực Thanh Hóa đến Bình Thuận nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 15 tháng 6 có xu hướng dịu dần. Dự báo thời tiết từ đêm 12 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Bắc Bộ, Đêm 12 và ngày 13 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Đêm 13 ngày 14 tháng 6, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Từ chiều tối ngày 14 tháng 6 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh nhận định thời tiết từ đêm 14 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6. Bắc Bộ, từ đêm ngày 14 tới ngày 16 tháng 6, có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và rồng, cục bộ có mưa rất to. Từ ngày 17 tới 20 tháng 6, vùng núi có mưa rào và rông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trung Bộ, có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng thời kỳ từ ngày 15 tới ngày 17 tháng 6, có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh Ngày 12 tháng 6, Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6, khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất 50-60%. Khu vực từ Thanh Hóa tới Bình Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 tới 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 tới 55%. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 15 tháng 6 có xu hướng dịu dần. Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết ngày 13 tháng 6 tại các vùng trên cả nước. Hà Nội đêm mưa rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, nhiệt độ thấp nhất 28 tới 30 độ C, cao nhất 36 tới 38 độ C. Phía tây bắc bộ đêm nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông ngày có mây trời nắng có nơi có nắng nóng riêng khu vực hòa bình nam sơn la có nắng nóng và nắng nóng gai gắt gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 26 tới 29 độ c có nơi dưới 26 độ c cao nhất 32 tới 35 độ c riêng nam sơn la và hòa bình 36 tới 38 độ c Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng và có nơi có nắng nóng. Riêng vùng Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C. Riêng vùng Đồng Bằng và Trung Du 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, cao nhất 36-39 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Do Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 26 tới 29 độ C, cao nhất 36 tới 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 tới độ C, cao nhất 29-32 tới độ C. Nam Bộ, Đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 tới 28 độ C, cao nhất 31 tới 34 độ C.